Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio. Ngày hôm nay thì quay trở lại kênh của em sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm giải pháp karaoke. Như các bạn đã từng biết là gì, có rất nhiều các khách hàng có nhu cầu chơi karaoke, nhưng mà có nhiều anh chị hay các cô chú lớn tuổi hay là các anh chị thì các chị mà chưa dùng đồ karaoke bao giờ ấy, thì mọi người không có biết cách sử dụng cũng như là biết cách mà căn chỉnh cho nó hay. Do vì vậy là mỗi khi muốn hát thì lại phải nhờ những người có chuyên môn căn chỉnh. Chính vì đó, do vậy là các cái công ty về karaoke đã có những giải pháp để đưa ra thị trường những sản phẩm âm ly karaoke tích hợp, hay còn gọi là đẩy lên vang, lên mic. Thì cái điều đó mà những người mà đã dùng chơi karaoke thì đều biết. Để lựa chọn một số sản phẩm thì nhà em cũng đã có đưa về thêm một sản phẩm mới đến từ thương hiệu DB Acoustic, là một trong những sản phẩm mà có chất lượng tốt, mức giá cực kỳ vừa phải. Và sản phẩm này thì đang có mức giá khoảng hơn 15 triệu, giảm giá chỉ còn 11 triệu 150 nghìn. Đặc biệt các bác sẽ được hỗ trợ bác sĩ toàn quốc. Ngày hôm nay thì em sẽ cùng các bác đập hộp và trải nghiệm ngay một cái sản phẩm mới này, với sản phẩm âm ly tích hợp liền vang, và các bác sẽ có thể hát và căn chỉnh mọi thứ ở trên nó dễ dàng, để có thể gửi tới gia đình những anh chị mà đang có nhu cầu muốn hát karaoke nhưng mà muốn sử dụng một thiết bị nó gọn gàng, tinh giản nhưng vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc, xem phim hay. Thì cái sản phẩm này sinh ra để làm điều đó các bác nhé. Ok, bây giờ đây thì em sẽ khui hộp ngay cho các bác và trải nghiệm ngay cái sản phẩm mới này. Đặc biệt là gì, đối với DB Acoustic thì các bác sẽ được được trải nghiệm, được sử dụng sản phẩm và bảo hành lên tới là 2 năm nhé. 2 năm. Điều đó cho thấy là gì? Điều đó cho thấy là khi mà chúng ta dùng một sản phẩm mà họ bảo hành 2 năm, có nghĩa là họ rất tự tin về cái chất lượng của sản phẩm. Đấy, chất lượng của sản phẩm. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác khui hộp ngay mỗi sản phẩm này. Ở bên ngoài khi mà chúng ta khui hộp ra thì các bác sẽ có phụ kiện là như sau. Các bác sẽ có là một cái remote này, một cái dây anten này. Đấy, một chiếc dây dây USB. Đặc biệt là các bác nhìn không, dây USB này rất là xịn sò. Cực kỳ là xịn sò luôn các bạn. Dây này là để làm gì? Dây USB DAC này sẽ để căn chỉnh từ máy tính sang cho các bác căn chỉnh. Đấy. Một quyển các tân lốc hướng dẫn này. Và hai chiếc tai mic cùng một sợi dây nguồn cùng 4 viên pin. Tại sao lại là 4 viên pin? Để dùng cho dây nguồn các bác, dây nguồn. Đấy. À xin lỗi, để dùng cho hai tai mic. Còn đây là cái body thân máy chính của chúng ta, với một thiết kế rất là đẹp và đặc trưng. Đặc biệt là gì, có cái thiết kế màu nhôm phay sáng, ở trên thì được sơn bằng nano sơn tĩnh điện chống bám bụi các nhá, chống bám bụi. Thì con này là một con mà em nghĩ là gì, nó sẽ dùng cho những phòng có công suất lớn hơn một chút. Trước đây thì em từng bán hai cái sản phẩm mà bán rất là nhiều, như là con Boston Acoustic BA250 hay là Boston Acoustic S450. Thì tuy nhiên là hai con đó thì công suất nó nhỏ hơn một chút, nhưng con này thì có thể đạt công suất rất lớn các nhá. Rất lớn, nó có thể đạt công suất lên tới 500W ở một kênh ở trở kháng 8 ohm. Các bạn hình dung là 500W, và nó có một con dòng sản phẩm đời cao hơn, công suất khỏe hơn, có thể lên tới được 800W nữa. Thì ngày hôm nay em sẽ khui hộp cho các bác cái sản phẩm có tên là DB Acoustic NX-H5. Đấy. Điểm đầu tiên là gì? Các bác sẽ có một cái màn hình cảm ứng được ép cường lực và có thể điều khiển mọi thứ ở trên đây dễ dàng. Và các bác sẽ có những cái gọi là những cái sound đã được căn chỉnh sẵn ở trong này, chúng ta chỉ cần chọn preset của nó là có thể hát được luôn. Ngoài ra thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là có thể căn chỉnh cho các bác ở tại nhà em luôn, để các bác về chỉ việc hát thôi, rất là tiện lợi và dễ dàng. Đấy là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là gì, sản phẩm này có trang bị sẵn hai cái tai mic, các bác có thể dùng tai mic đó hát một cách hát rất là nhẹ nhàng và bắt tiếng, và chúng ta có thể sử dụng bắt xa tới khoảng cách lên tới là 30 mét. 30 mét. Và ở phía sau các bác nhìn có ba cái dâu để bắt tai mic, và đặc biệt là có rất nhiều công nghệ cho các bác có thể sử dụng, như là chơi được Bluetooth này, có cổng quang, và đặc biệt là con bên này có trong cái thiết bị âm ly gọi là đẩy liền vang DB Acoustic LX-H5 này còn trang bị một con chip DAC xử lý USB, tức là xử lý tín hiệu nhạc số DSP là lên tới 24 bit 192 kHz nữa, với rất nhiều các ngõ đầu vào như là Bluetooth ALUX 1/2 này, các bác chỉ cần chọn này Bluetooth này, Optical này, đấy, hoặc là auto, hoặc các bác muốn chỉnh đơn giản là chỉnh âm nhạc, chỉnh effect, chỉnh mic thì rất là dễ dàng, hoặc là có rất nhiều các chế độ nghe đã được cài đặt sẵn. Tức là ở đây thì hãng họ đã cài đặt sẵn những cái preset này để chúng ta có thể là hát cái nào hay luôn nhá. Em làm ví dụ nhá, vừa em vừa khui ra rồi, bây giờ em sẽ cho bác xem ví dụ thôi. Tí em sẽ quay cho bác xem phía sau sẽ hình dung rõ hơn. Ở đây có chế độ sing, tức là các bác muốn hát chọn chế độ sing. Đó, hoặc là các bác muốn nghe nhạc chọn chế độ listen, muốn xem phim chọn chế độ cinema. Đơn giản như vậy thôi. Muốn hội họp thì chọn chế độ meeting. Đấy. Thì tất cả các cái chế độ này đều đã được hãng họ căn chỉnh, các kỹ sư của hãng họ căn chỉnh rồi, và họ đã đưa những cái preset đã căn chỉnh sẵn vào đây.
Thì như vậy là gì, đối với khách hàng mà không có kinh nghiệm thì chúng ta chỉ cần chọn những này thôi là được rồi, đã tương đối hay rồi. Còn những người đã có kinh nghiệm muốn chỉnh chuyên sâu hơn thì có thể sử dụng một sợi dây là sợi dây USB FB DAC ở đây. Em sẽ đưa bác xem sợi dây này, USB DAC mà các bác chỉ cần cắm vào máy tính thôi và chỉnh qua phần mềm. Đây chính là cái sợi dây này, sẽ cắm vào máy tính và chỉnh qua phần mềm ở phía sau đấy, và toàn bộ ở phía trước đều được bằng một lớp phay nhôm rất đẹp và được sơn nano rất đẹp với logo chữ DB Acoustic. Sản phẩm này thì được bảo hành lên tới 2 năm chính hãng, và có sẽ có tem bảo hành ở đây cho các bác nhé. Tem chống hàng giả đấy. Đó là về ở phần phía trước của thiết bị. Bây giờ em sẽ quay bác xem phía sau của thiết bị luôn. Nói chung là con này thì rất là gọn gàng và tinh giản, dễ sử dụng với nguồn điện là 220V. Đặc biệt là gì, sẽ có, bởi vì có công suất khỏe quá, do vậy là hãng họ trang bị cho chúng ta hai cái cầu loa, một là cầu loa dạng bắp chuối để có thể cắm vào loa, cái điều thứ hai là cầu loa, cái này dạng là dạng cầu loa để cắm ra các loa full và sử dụng những cái loa công suất lớn, thậm chí những loa có đường kính bát lên tới 30 thậm chí là 40 cm đều có thể đánh được. Và mỗi một cầu loa này là sử dụng mạch là mạch class AB với công suất lên tới 500W ở một bên, tức là mỗi vế đánh là 500W và trở kháng là 8 ohm đấy. Do vậy là đánh ở gia đình phòng khoảng tầm 40-50m² rất là thoải mái và vô tư. Còn ở phía bên cạnh đây các bác sẽ có rất nhiều ngõ kết nối, cái này có lẽ chúng ta nhìn nó sẽ hơi nhiều nhưng mà em sẽ chỉ cho các bác từng cái một. Các bác sẽ có cái cổng USB này, USB DAC này căn chỉnh này, cái cổng USB DAC ở kia sẽ căn chỉnh, một cổng sub, cổng center để nối thêm ra bên ngoài, và hai đường analog in, đây chỉ đường có thể các bác nối thêm đầu CD hay nguồn phát bên ngoài vào. Và đặc biệt là gì, hãng họ sẽ trang bị thêm một cái đường mic 1 và mic 2 này để các bác có thể muốn kết nối thêm mic không dây hoặc mic có dây thì đều được. Tức là chúng ta ngoài hai cái mic đã đi theo của máy rồi, các bác muốn kết nối thêm hai mic nữa cũng được, hoặc thậm chí là 4 mic nữa cũng được. Vậy là cả gia đình hát đều vui, đều giải trí đều vui. Mà đặc biệt là gì, nó gọn nhẹ như thế này thì chị em phụ nữ dùng rất là thích nhé. Đặc biệt là những bác cao tuổi, em thì em biết là rất nhiều các anh chị có điều kiện muốn tặng bố mẹ những bộ dàn hát, nhưng mà bởi vì là các bác thì cũng cao tuổi, do vậy cái công nghệ nó không có nhiều thì chúng ta đều muốn sử dụng thì nó khó. Do vậy là cái thiết bị này sinh ra để đảm mang lại cái giải pháp đó. Còn ở đây là cái cầu Bluetooth, cái dâu Bluetooth đây, đây là hai dâu mic, dâu Bluetooth sẽ thu phát Bluetooth vào đây để phát từ điện thoại vào. Và đặc biệt là sẽ có hai cổng đồng trục và cổng quang, hai cổng này để các bác có thể kết nối từ Smart TV xuống vào đây hoặc là một số thiết bị thu phát khác bên ngoài qua cổng coaxial này, rất là dễ dàng và cho chúng ta. Và công suất thì khỏe, do vậy là gì, cái tiếng nó rất là dày, dày tiếng mà cực kỳ dày tiếng luôn đấy. Và đặc biệt là gì, cái âm ly này ấy, nó còn có một cái remote nữa. Ở cái remote này thì nó có sẽ rất nhiều các cái chức năng cho các bác. Bây giờ thì em sẽ xin lỗi các bác, lại sẽ để máy quay xuống mà hướng dẫn các bác cách dùng luôn. Ở trên cái remote này thì chúng ta sẽ có rất nhiều các chức năng như là các chế độ nghe này. Nếu các bác nào mà cao tuổi, các bác chỉ cần chọn em là đầu tiên là bật nguồn lên đúng không, chọn đầu vào là input, đầu vào là chọn là Bluetooth hay là chọn cái gì từ các bác, hoặc là chọn TV. Và có tới 4 chế độ nghe đã được cài đặt sẵn và họ đã gần như căn chỉnh là đều đã hay rồi các bác. Hay là chúng ta chỉ cần căn chỉnh thêm một chút thôi, tăng thêm một ít fake, một ít nhạc hay là một chút mic thôi thì nó sẽ hay rồi. Do vậy là cái này là đã được họ rất là tính toán cẩn thận để căn chỉnh sẵn trước cho các bác để chúng ta dùng là dùng được luôn. Các bác cao tuổi yên tâm là về muốn hát ấn sing, muốn nghe nhạc ấn listen, muốn xem phim ấn cinema, muốn hội họp nói chuyện thì có thể ấn meeting. Đó, đơn giản là kể cả các phòng họp dùng cũng được. Các cái phòng họp của các bác như là ở trong hội trường, phòng khoảng tầm 50 người, chúng ta muốn họp mà chúng ta muốn phát biểu thì có thể chuyển về chế độ meeting, lập tức là sẽ phát biểu được luôn. Một cái điểm nữa là gì, nó sẽ có chế độ tăng giảm tông nhạc. Cái này thì có lẽ là nó sẽ mang tính chất là làm méo tiếng nhạc thì đúng hơn, nhưng mà cái này thì chúng ta không nên tận dụng. Ở bên tay trái là giữ B là hạ tông, bên ở giữa là giữ về đúng tông, còn nút thăng là tăng tông. Do vậy là cái này chúng ta chỉnh giọng nếu mà cảm thấy nó nên để ở giữa, để về trung bình, trung âm, trung tính đó. Và chế độ Pro. Ngoài ra ở dưới đây các bác sẽ có một số cái nút khác nữa, nếu mà chúng ta như không muốn biết chỉnh cảm ứng nó khó hơn thì các bác có thể chọn vào nút effect ở đây này, có cộng và trừ đây thì đều là gì? Cộng và trừ là tăng giảm effect. Còn muốn tăng mic giảm mic thì cũng bên hai bên cạnh này có nút mic cộng và mic trừ, đặc biệt là music cộng và music trừ thì đều là tăng giảm nhạc, thì nó cũng rất là giống trên màn hình thôi, dễ dàng sử dụng. Hoặc muốn xếp lại thì lưu lại chế độ thì ấn xếp lại là xong. Còn tăng giảm bass chép trên điều khiển sẽ có mid, bass chép đều có, và đối với phần mic cũng có tăng giảm bass chép đối với mic và nhạc riêng. Đây là hai ba nút để tăng giảm bass chép cho mic, và ở bên dưới là ở dưới mic, ở trên là nhạc. Đấy. Nói chung là rất là dễ dùng các bạn, cực kỳ là dễ dùng, nó không có cái gì là phức tạp cả đâu. Chính vì cái trước đây chúng ta đã có những cái điều kiện chơi, các bác nào mà đã chơi karaoke từ lâu thì các bác biết rằng những sản phẩm mà chuyên về karaoke thì sẽ có nhiều thiết bị như là cục đẩy, vang số hay là mic, thì đó cũng là một điều rất là hay. Và chơi nếu mà karaoke mà chúng ta muốn hát sâu về karaoke thì những thiết bị đó thì đúng là nên chơi những combo như vậy.
Nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà các bác nào mà không có cái kinh nghiệm chơi, không có cái hiểu biết đủ sâu để có thể chơi được những sản phẩm đó, thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có cái tính chất là gọi là all in one như vậy. Chúng ta hát cũng vừa hay, vừa tương đối vừa phải. Chúng ta có thể nghe nhạc xem phim cũng được, như vậy là gì, cái tính giải trí nó cũng rất là cao mà mức giá đầu tư rất là vừa phải. Sản phẩm này thì bảo hành lên tới là 2 năm thôi, 2 năm thôi. Xin lỗi, lên tới 2 năm tức là rất là lâu. Bình thường thì các sản phẩm khác chỉ bảo hành là 1 năm thôi, nhưng mà riêng DB Acoustic các bác sẽ được bảo hành lên tới là 2 năm đối với chiếc âm ly DB Acoustic LX-H5, và đặc biệt là sẽ được bảo hành và chính hãng hết cho các bác, do vậy là các bác yên tâm sử dụng. Và đặc biệt là cái thiết kế rất đẹp. Có một điểm nhược điểm duy nhất mà em thấy là gì, nó giá như sau hãng họ nâng cấp, họ đưa thêm một số cái nút bấm cơ ở đây nữa, để cho các bác nào mà muốn vặn nút cơ thì không biết chọn cảm ứng cái vặn vặn to vặn nhỏ ở đây thì nó cũng ok hơn. Tuy nhiên là cái này thì cũng không quá quan trọng, có lẽ là bên em sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể khi mà các bác mua hàng, thì bên em sẽ có những hướng dẫn rất chi tiết, rất cụ thể để các bác ở xa mua hàng cũng yên tâm. Nhưng mà yên tâm là các bác là cái này nó họ đã cài đặt sẵn rồi, về chỉ cần bật nguồn lên là hát thôi, chỉ cần cho to nhỏ mic này, cho to nhỏ effect và to nhỏ nhạc thôi, như vậy là hát đã hay rồi các bác, hát đã hay rồi. Ok, đó là về phần clip review đập hộp unbox cũng như là giới thiệu cho các bác các sản phẩm đến từ nhà DB Acoustic. Sản phẩm có tên là DB Acoustic LX-H5 đang có giá giảm chỉ còn có 11.150.000, đặc biệt là hỗ trợ bác sĩ toàn quốc cho các bác. Đấy, mức giá rất ưu đãi, bảo hành 2 năm chính hãng cho các bác. Do vậy là bác nào quan tâm muốn mua hàng thì cứ alo hotline 0964 801493. Bên em thì luôn luôn có những chương trình quà tặng hấp dẫn cho các bác trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Do vậy là các bác nào muốn có nhiều ưu đãi cứ liên hệ trực tiếp với bên em, hoặc là các bạn tư vấn viên bên em sẽ hỗ trợ cho các bác những cái sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất cũng như là phù hợp nhất. Ok, ngày nay thì em đã lựa chọn một cặp loa cột, loa cặp loa đến từ thương hiệu Paramax có tên là D88 Luxury để phối ghép với chiếc âm ly DB Acoustic LX-H5 này. Và ngay bây giờ đây thì em sẽ gửi tới các bác một số bản test nhạc cũng như là một số bản hát karaoke trên cái mẫu âm ly tích hợp All-in-One, gọi là cục đẩy liền vang DB Acoustic LX-H5 này nhé. Mời các bác cùng lắng nghe.
lại về từ trong lòng lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sâu ân tình đó. Em nghe không, mùa đông ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá. Xưa hôn em một lần, rồi đau thương chan lắm. Em xa anh một ngày, và xa anh trọn kiếp. Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông. Ôi mùa đông của anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những cuộc tình dược ra muôn đời không nghĩa đi. Những người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta liệm điều xưa chỉ còn một vì sao anh lẽ nói. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vùi. Để mặc anh lang thang, ôm giá băng, ngỡ thật người yêu tới. Đêm chia ly anh về, đường khuya em bật khóc. Em xa anh thật rồi, làm sao quên môi tắm. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp hai chúng ta? Tình băng giá là tình đẹp.
châu.